Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên sàn Shopee. Thông tin chi tiết chương trình sẽ được chèn một cách khó chịu ở giữa video. Nguyên tắc cơ bản của tán gái đấy là không có ai ghét việc được tán tỉnh cả. Nên nếu bị từ chối, đấy là do bạn. Nếu bạn không làm được, thì đã có Hitch, một bác sĩ hẹn hò chuyên tạo cơ hội để các good boy tán đổ crush. Hãy bắt đầu với việc đừng cố trở thành người khác. Hướng nội thì đừng tỏ ra hướng ngoại, hãy để đối phương thấy con người thật của bạn. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, việc của bạn không phải là cố gắng gây ấn tượng với người ta, mà là đừng có làm hỏng chuyện. Ăn mặc phải sạch sẽ thơm tho, rốt bắt chuyện thì hãy tìm nơi có chủ đề mà nói. Triển lãm này, nghe nhạc này, tô tượng này, nhưng không phải hội thảo chính trị. Nhát hết cứu thì đi mấy trung tâm trò chơi, hẹn hò kiểu cấp 3. Khi đi cùng nhau thì phải để ý khoảng cách, nhưng cũng phải thể hiện là anh vẫn ở đây với em. Khi đối phương nói thì hãy lắng nghe, đừng có mà mãi nhìn nhíu người ta. Bạn nhớ hết chưa? Đấy là những cái cơ bản để bạn có thể tiến đến cuộc hẹn thứ hai. Và sau đấy thì hẵng bàn đến những thứ xa hơn. Và thường thì đến cuộc hẹn thứ ba là người ta được hôn. 80% phụ nữ tin rằng nụ hôn đầu sẽ cho họ biết mọi thứ về mối quan hệ này. Đấy là Hitch nói thế, còn tôi thì không rõ. Đây là Sarah, một nữ nhà báo, trái ngược với Hitch. Sarah tin rằng tình yêu với đàn ông chỉ tồn tại đến lúc mà kéo quần lên thôi. Còn những phụ nữ cứ mải mê tìm kiếm tình yêu thì là do chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại. Về phần cô thấy ổn rồi, cô chỉ yêu công việc. Sếp có năn nỉ cô nghỉ ngơi, cô cũng không chịu. Và một đêm nọ, Hitch cùng bạn thân đến chơi bia lỗ ở một quán bar. Ông bạn thân thì vừa chơi vừa triết lý nhân sinh, tình yêu đích thực với cả bến đỗ đời trai các thứ. Nhưng mà Hitch điếu tin. Tình cờ là Sarah cũng đang có mặt ở quán bar đấy. Cô đang ngồi nghe bạn thân phân vân về một cái red flag to đùng và nói chuyện phiếm về tay bác sĩ hẹn hò mà thiên hạ đang đồn thổi. Sarah chả tin tên nào cả. Red flag thì né ra cho nhanh, còn tên bác sĩ hẹn hò thì không đời nào có thật. Hitch lúc này đã xác định được mục tiêu. Anh tiến đến nhét tiền vào tay chị gái xinh đẹp, bảo bạn ơi mang cho mình cốc nâu đá. Cô kia mới đuổi theo bảo rằng ông dở hơi ở vào bar gọi cà phê, với cả tôi không phải bồi bàn. Thế là Hitch quay lại bảo, em đẹp quá, anh làm thế chỉ để tách em ra khỏi đám dễ tinh thôi. Thế là Hitch ghi điểm trắng trợn và mượt mà. Nhưng mà anh không phải sinh ra đã sát gái như thế này. Anh cũng từng ngờ nghịch nghịch, lên đến đại học mà có tình đầu. Anh yêu theo bản năng và không suy nghĩ, và anh đen như mực, mực sòng. Đinh ninh do mình tiếp cận sai cách, anh bắt đầu tìm cách gây ấn tượng tốt hơn. Với bài học xương máu là tán gái phải có chiêu trò. Và sứ mệnh của anh là giúp anh em có cơ hội bằng một ấn tượng tốt, miễn là họ đủ tiền thuê anh. Và Hitch cũng cần phải hoạt động ngầm một chút. 100% khách hàng của anh đến từ tiếp thị giới thiệu. Và lần này, khách hàng là Albert, một tên mập cực kỳ hậu đậu, nhưng mà tốt tính, siêu tốt tính. Albert đang muốn với hơi cao. Anh thích Allegra, một celeb đang thuê công ty anh quản lý tài chính. Tất nhiên là Allegra chẳng biết Albert là ai, chứ đừng nói là có ấn tượng tốt hay là cái gì hết. Albert cũng thấy vô vọng như cái cách mà anh tôi muốn hẹn hò với Bích Phương vậy. Nhưng Hitch thì sẵn sàng ra tay, bởi vì anh thấy Albert chân thành thích Allegra. Anh liền bắt tay vào nghiên cứu cô nàng kia và bày cho Albert cách gây ấn tượng. Thế là trong một buổi họp, khi công ty của Albert từ chối để cho Allegra đầu tư vào một dự án thời trang của bạn cô, khiến cô trông có vẻ buồn và lờ, Albert lấy hết dũng cảm đứng lên, khuyên điều ngược lại, bảo Allegra đừng có mà đặt đời mình vào tay mấy ông già này. Dưới tác dụng của adrenaline, anh kêu nghỉ việc luôn, rồi bỏ về văn phòng riêng nơi Hitch đang chờ. Allegra lúc này mới tìm đến chỗ anh và nói rằng anh thực sự làm cô bất ngờ. Sự chân thành này hiếm gặp đấy, nên là cuối tuần mình đi chơi nhé. Albert thì đơ hết cả người. Công thức thì hơi sai nhưng kết quả thì vẫn đúng. Thế là anh thành công có được buổi hẹn. Quay lại với đời tư của Hitch, anh bây giờ đi mua đồ từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam chất lượng trên sàn Shopee. Tiên tri được rằng mùa đông sẽ lạnh hơn mùa hè. 360 Boutique mang đến cho bạn những sản phẩm mới nhất, lại còn có khuyến mãi hấp dẫn. Áo khoác unisex, vải dù có mũ, form rộng, chống gió nước nắng bụi tiện lợi, giúp bạn tha hồ đi mưa lội nắng. Áo thun tay dài unisex cổ tròn, áo phông thu đông form rộng để mà giữ ấm khi mà gió bấc về mà người yêu thì tíu có. Tất cả các sản phẩm đều có big size để các bạn thoải mái lựa chọn. Chi tiết sản phẩm dưới phần mô tả và bình luận. Mua đi. Hitch thì giờ đi bar. Lại trùng hợp là Sarah cũng đang đợi bạn ở đó. Cái khác là lần này Hitch đã nhắm đến cô. Anh đang định mượn rượu tỏ tình thì một gã khác nhanh chân đến trước. Nhưng cái kiểu tán gái soàng xĩnh của hắn thì Sarah đọc như một quyển sách. Thính đến là cô né cơ mà tên kia thì vẫn mặt dày chảy cối ngồi đó. Thế là Hitch lại đuổi khéo tên kia đi. Giờ là lượt của anh. Hitch bày tỏ sự đồng cảm với mấy tên khó ưa và nói chuyện thật là thông minh để mà có được tên và nghề nghiệp của Sarah. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, nên là Hitch nói xong một tí thì bỏ đi. Tâm lý ngược các thứ hả? Ngày hôm sau, Hitch lại đi gặp một khách hàng khác. Trùng hợp thế nào lại chính là tên red flag mà bạn của Sarah gặp phải. Sau cái hôm đi bar đó thì bạn của Sarah đã chặn số tên này, nhận ra rằng tên này muốn thuê mình chỉ để phịch con gái nhà người ta xong bỏ, nên là Hitch từ chối luôn và cho hắn một phát Chris Rock trước khi bỏ đi. Trong lúc đó thì ở tòa soạn, một anh shipper tìm đến tận bàn của Sarah, giao cho cô một chiếc bộ đàm. Đầu dây bên kia thì không ai khác ngoài Hitch. Hitch muốn hẹn cô ăn tối vào thứ sáu và bị từ chối. Con gái mà, họ có giá đó, nhất là người như Sarah. Sang đến thứ bảy thì sao? Cô lại bảo rằng cô có hẹn rồi, bận lắm không đi được. Hitch bèn kỳ kèo là ăn sáng hôm chủ nhật cũng được.
Sara vừa đồng ý thì anh shipper đưa cho cô kiện hàng thứ hai, chứng tỏ Hitch biết thừa cái trò đưa đẩy này. Bên trong cái hộp của anh gửi là một bộ đồ lặn, nhưng mà Hitch không đưa cô đi lặn mà dẫn đi đưa cano. Được nửa đường thì cano của Hitch hỏng, thế là có cớ đường hoàng ngồi cùng nhau. Mỗi tội là anh vung chân hơi quá chán một chút, thôi thì coi như đấy là hích kỳ vậy. Đích đến của cuộc đua cano là một cái bảo tàng trên đảo, chứa danh sách hành khách những người di cư đến Mỹ. Bảo vệ thì là tay trong của Hitch, phối hợp với anh để mà dẫn Sara đến một quyển sách dày và chỉ ra chữ ký của ông cố nội Sara. Tưởng rằng cô nàng sẽ xúc động và ôm chầm lấy Hitch, nhưng mà không, cô khóc giống lên và chạy đi luôn. Hóa ra là ông cố nội cô dòng thuyền đi tìm kho báu One Piece rồi để lại cho con cháu mấy lệnh truy nã. Sau khi vào bờ thì Hitch gọi taxi cho cô. Cơ mà khi taxi đưa cô về, Hitch nhanh tay kẹp cái áo sơ mi vào cửa rồi để nó kẹt lại theo xe. Thế là buổi hẹn thứ hai hiểu we go. Sau cuộc hẹn hò, Hitch quay trở lại với công việc. Lần này anh giúp Albert gọi điện đặt hẹn với Allegra. Đầu tiên là làm giá bảo là bận lắm, không biết khi nào mới rảnh, nhưng mà hình như là tối nay tôi có đi xem triển lãm thời trang đấy, và Allegra có thể đến cùng với cả người bạn thiết kế mà cô muốn đầu tư. Thế là một cuộc hẹn được sắp đặt. Albert cố gắng làm theo chỉ dẫn của Hitch, đưa Allegra đến một chỗ đông người, đặt tay vào lưng rồi ghé vào tai hỏi cô muốn uống gì không. Lưu ý là tay phải đặt đúng vị trí, cao quá thì làm bạn mà thấp quá thì chỉ muốn làm tình. Allegra là người nổi tiếng nên là mọi người sẽ chú ý đến cô mà phớt lờ Albert. Lúc đấy thì anh cần phải chủ động bắt tay chào hỏi, không để mình bị văng khỏi cuộc trò chuyện. Và quan trọng nhất là phải gây ấn tượng được với người bạn của Allegra. Chinh phục được một cô gái thì phải chinh phục được cả bạn thân của cô ta, không thì nó cả ngày xúi chia tay cho mà coi. Đến phần nhảy nhót, Hitch cấm Albert nhảy theo bản năng, chỉ lắc lư xong búng tay lịch sự thôi. Thế là Albert cứ lắc lư trước mặt Allegra, nhưng lại không kìm được mà bùng nổ mỗi khi mà cô quay lưng đi. Nhìn chung thì buổi hẹn này ổn thỏa rồi. Đến sáng hôm sau, Albert và Allegra lập tức lên báo. Trùng hợp là Sara lại chính là người phụ trách đưa tin về Allegra ở tòa soạn, mà cô thì lại lỡ mất cái thông tin nóng hổi này. Hitch thì cũng đang bất mãn với Albert vì cánh phóng viên chụp ảnh lúc anh đang nhảy freestyle. Nhưng mà thôi kệ, giờ tính đến bước tiếp theo, giả sử buổi hẹn kế tiếp đưa Allegra về đến nhà, thì đấy là lúc để hôn. Nếu mà Allegra nghịch chìa khóa mãi không vào, tức là cô ấy đang muốn hôn. Bí thuật của một nụ hôn đấy là hãy đi 90% đoạn đường thôi và để cô ấy đi 10% còn lại. Thật không? Thật, anh làm thử với tôi đi. What the fuck bro, tôi bảo anh chỉ 90% thôi mà, nhưng mà thực ra cũng hơi thích. Trong lúc đó, Sara đến tìm nhà thiết kế tổ chức triển lãm hôm trước và biết được người đặt vé tên là Hitch. Thế là Sara mới ngớ người ra, rồi đi về gọi điện cho Hitch, hẹn anh ta gặp mặt coi như buổi hẹn thứ hai. Lần này họ đến một buổi học nấu ăn và họ sẽ ngồi cùng với vợ chồng sếp của Sara. Ông sếp thì cứ cố gắng gợi chuyện của Albert ra để mà hỏi, khiến Sara bực và cô hỏi thẳng Hitch luôn. Hitch liền chống chế là Albert tư vấn tài chính cho anh. Anh vừa nói vừa gãi sột soạt đủ kiểu vì bị dị ứng đồ ăn. Thế là Sara lập tức kéo anh đi mua thuốc. Lúc đấy thì mặt của Hitch đã sưng lên trông như chú khỉ buồn rồi. Rốt cục thì Hitch nốc nhiều thuốc đến mức xỉn luôn, nên là Sara đành đưa anh về phòng cô. Hai người bắt đầu tâm sự trong bóng tối, không phải là cái kiểu tâm sự một âm tiết nhé. Sáng hôm sau, Sara dậy mà không thấy Hitch đâu. Cô cứ tưởng là mình lại bị đùa giỡn tình cảm, nhưng mà không. Hitch chỉ đang đi mua bữa sáng. Sau đó họ gửi nhau nụ hôn đầu và thế là họ ấn định rằng mình đang hẹn hò. Sau đó Sara đến gặp bạn thân và nghe được tin cô đã bị tên Red Flag kia lừa lên giường. Mà trong lúc tên Red Flag kia kéo quần bỏ đi thì có chửi bác sĩ hẹn hò một câu. Thế là cả hai tưởng bác sĩ hẹn hò đã giúp tên kia. Sara quyết định đến gặp tên Red Flag, dùng sức mạnh của nhà báo để mà ép hắn nôn ra cách liên lạc với bác sĩ hẹn hò. Trong lúc đó Hitch đang đưa Albert đi triệt lông và tranh thủ gọi điện cho Sara để mà hẹn buổi đi chơi khác. Đến tối thì Albert đi xem bóng rổ với Allegra, nơi có cả Sara và tay săn ảnh ngồi đối diện. Sau buổi hẹn thì Albert đưa Allegra về và cuối cùng khoảnh khắc ấy đã đến. Allegra nghịch chìa khóa đúng như sách giáo khoa, nhưng mà Albert nhát. Allegra định đi vào nhà trong tiếc nuối thì Albert lại gom hết dũng khí và quay lại. Và thế là họ cũng gửi nhau nụ hôn đầu, chốt điều yêu đương. Sáng hôm sau, Hitch lại đến gặp khách hàng mới, nhưng mà đấy là cái bẫy của Sara và cô nhận ra Hitch chính là bác sĩ hẹn hò. Sara sau đó nộp bằng chứng cho chủ tòa soạn rồi giận dữ đến gặp Hitch. Cô mắng vào mặt anh rồi bỏ đi ngay lập tức. Sang ngày hôm sau, bài báo về Hitch lên kệ. Bác sĩ hẹn hò tài ba giúp một gã béo hẹn hò với Allegra. Bài báo gây ra đủ kiểu hệ lụy. Allegra để tan nát con tim mà chia tay với Albert, còn Hitch thì bị lôi ra ánh sáng. Nữ giới thì nghĩ rằng Hitch là tên lừa đảo, đàn ông thì coi anh là chúa cứu thế. Trong lúc đó, Sara cùng bạn thân đến một buổi mai mối xoay vòng. Hitch lập tức tìm đến, cố để nói chuyện, giải thích cho cô rằng anh không phải là môi giới mậm dai và minh oan cho Albert. Nhưng mà Sara đang cáu điên vì nghĩ mình bị lừa tình và coi Hitch là kẻ tiếp tay cho lũ Buckfoy. Hitch nói anh chỉ giúp mấy ông nhát nhát có cơ hội tiếp cận crush thôi, giúp chị em mở lòng với một chàng trai tốt nhưng không biết cách tán gái. Anh không lừa cô và anh chưa bao giờ giúp cái tên Red Flag kia. Rồi anh rời đi. Lúc này thì Sara mới hiểu ra vấn đề, nhưng mà hai mối tình đã nát bét rồi. Vài ngày sau, Sara quay lại tìm Hitch để xin lỗi, nhưng mà đã quá muộn rồi.
Hitch đã dọn đi, Albert lúc đó mới tìm đến và muốn nhờ Hitch sửa lại mọi thứ, nhưng Hitch khuyên anh bỏ hết đi. Rồi thì cũng hết yêu thôi, Albert tức giận bảo rằng Hitch coi tình yêu chỉ là công việc, kêu anh là thằng hèn. Thế là Hitch tỉnh ngộ ngay, anh tìm đến thuyền của Allegra để nói chuyện. Để rồi Hitch cùng Allegra nhận ra rằng thứ mà kéo cô đến với Albert là sự chân thành và sự ngô nghê tự nhiên, chứ không phải là những cái chiêu trò mà Hitch bày cho. Thế là Hitch nhận ra giá trị của tình cảm chân thành. Albert lúc đó cũng mò đến để mà xét Rela lại với Allegra. Hitch xong chuyện thì lập tức chạy đến nhà Sarah. Lần này thì anh chả có kịch bản nào cả, anh lại trở lại thành thằng boy ngờ nghịch suy tình. Anh bắt Sarah đóng cửa lại để mà nói cho dễ. Sau một hồi lôi hết tim gan cho cô thấy, Sarah mở cửa với một anh chàng đứng ngay đằng sau. Cô từ chối quay lại với Hitch và lên xe với chàng trai kia. Hitch đuổi theo chặn đầu xe lại và tiếp tục ví dụ này nọ để mà thể hiện rằng là đừng chia tay nữa, quay lại đi. Thế là Sarah đồng ý. Còn các anh chàng kia thì là em rể của Sarah. Hitch cuối cùng cũng cập bến. Mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hoặc không.